Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của Đồng Hồ Giới Quân nha. Một mùa Noel nữa lại đến rồi. Không khí lạnh lạnh của mùa đông lại đến và cái Tết lại đang cập kê. Cũng như thông lệ thì hôm nay Đồng Hồ Giới Quân chúng tôi lại review 3 mẫu đồng hồ OGN, hàng chính hãng đang có mặt tại hệ thống Đồng Hồ Giới Quân chúng tôi. Và hôm nay tôi sẽ review với anh em 3 mẫu đồng hồ này. Anh em xem video, xem ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để sở hữu em nó đi chơi Noel cũng như là trong dịp Tết năm mới này anh em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi đến với mẫu đồng hồ đầu tiên trước mắt anh em, đây là một mẫu đồng hồ OGN có mã là RAAC0F05B10B, có giá là 5.880.000. Anh em mua online chúng tôi sale anh em 10% nhé. Thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cực kỳ là hay này anh em này, rất là chất luôn. Thiết kế theo lối classic cổ điển. Chức năng của em nó là có lịch ngày ở cọc số 3 giờ. Đó, tôi sẽ cho em nó chạy này. Thì đây là mẫu đồng hồ cơ dành cho anh em nào thích dòng cơ tự động nhé. Em này được thiết kế rất là chất luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đây, khóa của em nó đây, logo sắc nét của OGN. Đây phần dây này, dây da thật luôn anh em ạ, đeo thì rất là bền bỉ luôn. Thì em này được thiết kế là dây này và mặt dial là màu đen, cọc số là màu bạc, nổi bật trên nền dial màu đen này. Em này được thiết kế là bộ kim mũi mát rất là đẹp và trẻ trung luôn. Rồi tôi đo size mặt em nó cho anh em xem nhé. Đây em này, size mặt của em nó là 41, size mặt 41 này và độ dày này. Độ dày của em nó là 11.8. Đấy, tôi tay trái là cầm nó hơi ngược thước cho nên là anh em cũng thông cảm nhé. Rồi size mặt 41 và độ dày là 11.8 thì cũng gọi là rất hợp lý rồi anh em ạ. Vâng, mẫu đồng hồ này thì dành cho anh em là đeo văn phòng, học sinh, sinh viên, công nhân, ai cũng có thể đeo được. 50 tuổi đổ xuống thì mẫu đồng hồ này thoải mái đeo luôn anh em ạ. Quá là chất luôn, rất là đẹp. Rồi bây giờ tôi sẽ tháo quả bông này ra và đeo thử cho anh em coi, xem là ướm lên tay mình xem có ok không nhé. Mẫu đồng hồ 41 này thì dành cho anh em là có cổ tay khoảng 17, 18, 19, đeo rất là đẹp luôn. Đẹp nhất là cổ tay khoảng tầm 17, 18 thì đeo được mẫu đồng hồ này rất là ok này. Anh em nhìn xem, rất là đẹp đúng không ạ? Và cổ tay tôi 18 thì đeo mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi, cũng rất là ok rồi, rất là chất luôn. Đó, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn anh em ạ. Quá đẹp luôn. Vâng, giá của em này thì là có 5.880.000 thôi. Anh em mua online chúng tôi sale anh em 10%. Thì nó cũng còn khoảng tầm 5.3 thôi anh em ạ. Quá rẻ đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ giống mẫu đồng hồ thứ nhất, nó chỉ khác màu thôi, khác màu sắc thôi. Ba mẫu đồng hồ này cùng một mã với nhau anh em nhé, nó chỉ khác màu sắc thôi. Và hôm nay tôi giới thiệu với anh em là ba màu để cho anh em có thể lựa chọn. Là anh em có thể là thích màu đen thì mua màu đen, thích cái vỏ vàng thì đeo vỏ vàng và thích mỏ trắng thì đeo vỏ trắng nhé. Có đầy đủ hết cho anh em. Ok, thì anh em nhìn đây, trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ được thiết kế là dây màu nâu này, vỏ mạ PVD màu vàng kim này, mặt dial màu bạc xẻ tia này, lấp lánh luôn. Đây anh em nhìn này, lấp lánh luôn ánh sao đây. Bộ kim số và cọc số là mạ vàng kim cực kỳ nổi bật và có chức năng lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống. Thì đây là một mẫu đồng hồ classic cổ điển. Đấy, anh em đeo thì khỏi phải bàn rồi. Đây là một mẫu mới của thương hiệu OGN. Vâng, tất cả thương hiệu OGN này nhà chúng tôi bán đều là hàng chính hãng hết anh em nhé. Đây thì tôi cho anh em xem đây. Thì để mà phân biệt được hàng chính hãng thì thứ nhất là nó có đầy đủ ở đây, có trung tâm bảo hành tại 41 Thi Sách này, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội này. Đây có thông số kỹ thuật mọi cái của mẫu đồng hồ này. Ngoài ra là có cái tem xác thực chính phủ. Đấy, để anh em cào cái lớp bạc này ra và là soạn tin nhắn gửi theo cái mã số đây. Gửi về là 8137 thì anh em sẽ xác thực đây là cái hàng chính hãng hay là hàng nhái hàng giả anh em nhé. Chúng tôi chỉ có bán hàng chính hãng thôi cho nên anh em hoàn toàn yên tâm, không phải lo về cái chất lượng cũng như là chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này. Ok, anh em nhìn mẫu đồng hồ này thì khỏi phải bàn rồi, quá đẹp luôn. Vâng, cũng giống như mẫu đồng hồ thứ nhất thôi, em nó có size mặt 41 và độ dày là 11.8 thì cũng rất hợp lý luôn. Đây anh em nhìn này, được thiết kế rất là hợp lý mà rất là phù hợp với cổ tay người Việt mình. Đấy, mạ PVD màu vàng kim rất là nổi bật và rất là đẹp luôn. Đây phần khóa đây, đây là phần đáy của em nó anh em này. Thì phần đáy có tem của nhà máy và tem chính hãng của Tân Hải Minh, tem chống giả của Tân Hải Minh đây. Ngoài ra mặt đáy đồng hồ này thì có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ.
Vâng, mẫu đồng hồ này là lộ mặt đáy để cho anh em có thể quan sát được bộ máy chuyển động ở phía bên trong. Để đây, ví dụ ở đây là có cái bánh đa để mà lên cót cho anh em. Tất cả ba bốn đồng hồ này đều là đồng hồ cơ automatic đây anh em này. Đây có chữ automatic này, tự động hết. Đó. Thì Ozen này là thương hiệu của Nhật Bản cho nên là nó có chữ Japan. Đấy, Japan đây. Đó. Đây phần khóa của em nó đây, cực kỳ là đẹp và sắc nét luôn. Đây phần núm của em nó này, có logo của Ozen ở trên núm này. Rất là chất anh em ạ. Mẫu đồng hồ này thì lên tay thì khỏi phải bàn rồi. Đây mã của em nó là GAAC0F04S10B, giá là 6.330.000 và anh em mua online chúng tôi sale anh em 10%, chỉ giá chỉ còn khoảng tầm là 5.700.000 thôi anh em ạ. Rồi tôi đeo lên tay để cho anh em có thể ướm lên tay mình. Đấy rất là đẹp luôn đúng không ạ, quá đẹp luôn này. Đấy rất là đẹp luôn, lên tay cực kỳ là chất luôn, khỏi bàn luôn này. Dây màu nâu rất là hợp với mẫu đồng hồ này, rất là đẹp. Đây phần đáy đây. Đấy, còn nguyên ni lông nhá, nguyên siêu chưa bóc này. Đây phần dây này. Đấy Ozen này. Đấy, tất cả hàng chính hãng nhá. Chỉ có hàng chính hãng thì mới có cái tem xác thực chính phủ này thôi, còn anh em mà mua mà không có cái tem này thì có nghĩa là mua phải hàng tách tay hoặc là hàng nhái hàng giả thôi. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ ba trong buổi review hôm nay. Thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là trẻ trung luôn. Đấy, dây màu nâu này, vỏ màu bạc này, mặt dial trẻ tia màu bạc. Đây, bộ kim số cũng màu bạc, rất là nổi bật trên mặt dial này. Rất là trẻ trung anh em ạ. Vâng, cũng như là những mẫu đồng hồ khác thôi. Chất liệu là vỏ là thép 316L, kính cường lực, đây là kính cường lực. Vâng, chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này là 2 năm chính hãng và 5 năm tại đồng hồ giờ watt của chúng tôi. Cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm luôn. Mua thì chắc là đeo chán thì thôi, chứ còn nói thật ra mà nói thì để một mẫu đồng hồ Ozen chính hãng mà hỏng được thì hơi bị khó luôn. Trừ khi anh em mình có thể là va đập mạnh hoặc ngã nghĩa hoặc làm như nào thì nó bị ảnh hưởng nặng thôi. Chứ còn nếu không ấy, anh em mình cứ đeo bình thường thì mẫu đồng hồ này thì rất là khó hỏng luôn anh em ạ. Vâng, lâu lâu thì anh em có thể là lau dầu để cho máy của nó chạy trơn tru hơn, ngon lành hơn. Vâng, đây ta quan sát này, mặt cạnh của em nó đây. Đấy, phần dây này, nguyên siêu nhá. Đấy, phần dây là phần khóa này. Logo sắc nét của Ozen này cực kỳ chất luôn. Rồi mã của em nó nào, mã của em nó là GAAC0F07S10B, giá là 5.880.000 và anh em mua online thì chúng tôi sale anh em 10%, giá của em nó chỉ còn khoảng tầm 5.3 thôi anh em ạ. Đây có cả mã QR để anh em quét nhé. Đây tem xác thực chính phủ cho anh em này, có đầy đủ các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này ở đây, hoặc là tem phụ luôn. Rồi tôi đeo lên tay để cho anh em xem nhé. Size mặt của em nó thì cũng là 41 và độ dày là 11.8, rất là hợp với cổ tay người Việt mình. Đây anh em nhìn này, không hề dày một tí nào, nhìn nó rất là bình thường luôn, nó rất là phù hợp với cổ tay mình. Đấy anh em mà có cổ tay khoảng 17, 18, 19 đi, đeo mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi, rất là ok, rất là đẹp luôn. Đây anh em nhìn này, rất là sang. Anh em mua đeo hoặc là mua tặng cho người thân thì tôi nghĩ là đây một mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi. Đi chơi Noel rồi là đeo Tết thì tôi nghĩ là rất là ok. Anh em nào mà chưa có người yêu đeo mẫu đồng hồ này là có người yêu luôn chứ không phải đùa đâu ạ. Vâng. Đây rất đẹp đúng không ạ? Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng anh em nhé. Đây là một chiếc hộp chính hãng của Ozen này, trong có quả bông để cài sản phẩm như thế này. Đây, có in nhũ sắc nét của thương hiệu Ozen này. Đó, Ozen. Đây là một chiếc hộp chính hãng luôn và có cả túi giấy mọi cái của thương hiệu luôn. Rồi sản phẩm của chúng tôi thì hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ giờ watt đây anh em nhé. Có địa chỉ này tại tầng G trung tâm thương mại Garden này, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này, tầng hầm Bixi Samico Long Biên, số 7, số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Và có website, thì anh em mình có thể là không thích ba mẫu này thì anh em có thể lên website của chúng tôi giờwatt.com.vn, giờwatt.vn này. Vâng, để xem rất nhiều mẫu đồng hồ khác ở trên đó anh em nhé. Ngoài ra thì có số hotline, anh em cần gì có thể gọi điện trực tiếp cho tôi để tôi có thể là giải đáp cho anh em mọi thắc mắc. Rồi trên ba mẫu đồng hồ này thì anh em xem là ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé. Vâng, anh em đang xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới quát chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, một mùa Giáng sinh nữa lại đến rồi. Vâng, tôi cũng không biết nói gì hơn, rất là cảm ơn anh chị em đã ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới quát chúng tôi trong thời gian qua. Chúc anh chị em, cô dì chú bác một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Còn bây giờ tôi xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.